lòng tôi khát khao trao nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chia chia cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Oh,
tình tôi ơi.
đi thôi. Thưa các cô, các ông, các bà, các cô, các bác, các anh, các chị và các em của hai họ gia đình nhà ông Vũ và gia đình nhà ông Dung, được sự cho phép và thống nhất của gia đình nhà ông Dung, hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi, tức là gia đình nhà ông Vũ, có sự lễ vật đến báo cáo với lại các cụ, các ông, các bà, gia đình ở bên nhà ông Dung, hay gọi là lễ hỏi, và đồng thời cũng là xin có một cái lễ để được đón cháu Duyên làm dâu của cháu trong dòng họ, rồi con ông Vĩ, rồi các cháu, các em trong gia đình chúng tôi. Thế thì trước khi thực hiện về cái nghi lễ này thì cũng xin báo cáo với các cụ, các ông, các bà, các cô, các chú và các anh, các chị, thì xin được trân trọng giới thiệu đoàn của họ nhà trai đầy đủ những thành phần như sau. Xin được trân trọng giới thiệu về vai ông bà, thì trân trọng giới thiệu có ông Liễn, vừa là ông và cũng vừa là trưởng đoàn, để cho ông Liễn đứng đây. Đề nghị bà là có bà Mỹ, đề nghị bà Mỹ đứng dậy. Rồi bày vai cái này ông Bình với bà Nhà cũng xin trân trọng giới thiệu về phía bên đó có bác là bác Đức đang ngồi phần và tôi thì lần trước cũng đã có sang rồi, tôi tên là Vĩ. Thế và về gia đình, về phần bên ngoại thì cũng xin trân trọng được giới thiệu thì gồm có bá san thôi, có bá san, có cô giáo, cô cũng là bề vai cái này và có các dì và các cậu, có dì Thắm, có cậu Keo, và có người nguyện các cháu nữa, xong rồi còn một trai trong hai ngày hôm nay. Những người Thắm thì quá kia, các cụ, các cụ, các cụ, cũng xin được tiếp theo là trân trọng nghĩa và thực hiện các nội dung về nghi lễ hôm nay, xin trân trọng cảm ơn. Bà con cái này là các cụ gái, cái này là hai họ của nhà trai. Hôm nay là được sự giới thiệu của gia đình nhà trai, cũng được sự giới thiệu của ông Lý vừa đấy. Thế thì tôi thay mặt đại diện nhà trai, cũng được sự giới thiệu của nhà trai giao cho cái việc này. Thế thì tôi cũng lên phát biểu con tôi này, kính thưa các cụ, các ông, các bà của hai họ của hai cháu, kính thưa nam nữ thanh niên, bạn bè của lứa tuổi của hai cháu, qua một thời gian hai cháu đã hợp lý tâm đầu, đã tìm hiểu khá là kỹ lưỡng. Đến nay được sự cho phép của hai cháu, ông Quân cho phép ông bà Huệ và cháu Duyên cho phép ông bà Dung, chọn hai gia đình chọn ngày lành tháng tốt, và đồng thời cũng được sự giúp đỡ của cơ quan chính quyền xã và cơ sở đã làm lễ đăng ký, đồng thời cũng cho phép hai cháu và hai gia đình chọn ngày hôm nay, tức là ngày mai thì báo cáo cũng mới là ngày đại đạo, nhưng hôm nay là ngày ăn hỏi. Tôi cũng thay mặt gia đình nhà trai cũng xin cảm ơn đức sự
đón tiếp của gia đình nhà gái, cũng là báo cáo với các cụ là con cháu đã được như thế này rồi, rất là diễm phúc rồi. Thế còn sau này thì không biết, trước mắt là tôi nhìn thấy thế này rất là được. Thế còn về mặt vấn đề gia đình nhà trai chúng tôi hôm nay cũng sửa cái lễ, tức là ăn hỏi sang đây, trước hết là đặt lên mặt gia tiên, tức là kính báo tổ tiên các cụ, và đồng thời cũng chứng nhận cho hai cháu lên vợ lên chồng. Cũng là ngày hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi cũng tất cả những người có mặt tại đây cũng được nhận là cháu đâu, biết cháu đâu, và các cụ cũng đã biết được cháu đâu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể hai gia đình và hai họ, cho các tôi được thay mặt gia đình họ nhà gái xin có đôi lời trước ngày vui hạnh phúc của hai cháu hôm nay. Thưa toàn thể hai họ, lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các cụ, các ông, các bà, cô, dì, chú, bác của nhà trai đã dành thời gian tạo điều kiện cho hạnh phúc của hai cháu Duyên và Quân hôm nay. Đồng thời cũng cho phép tôi được thay mặt nhà gái xin tiếp nhận mọi nghi lễ thủ tục của nhà trai trong cái phong tục ngày cưới của hai cháu hôm nay. Đồng thời cũng mong rằng sự quan tâm của các cụ, các ông, các bà tới hạnh phúc của các cháu, đặc biệt là cháu Duyên cũng sinh ra lớn lên trong một gia đình lao động, trưởng thành trong môi trường học tập và công tác hiện nay hai cháu đã được gần nhau. Bởi vậy, cái ngày hạnh phúc hôm nay là do sự kết trái từ tình bạn, tình yêu, rồi cao hơn nữa là tiến tới hôn nhân. Bởi vậy, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà. Về phần nội dung tiếp theo, cũng xin trân trọng được giới thiệu về phía nhà gái chúng tôi hôm nay cũng có mặt dự trong cái buổi ngày vui của hai cháu hôm nay. Trước tiên là về phần bố cháu, bố Dung cháu ngồi phía trên. Thế sau đó là cô của cháu, cô Huê của cháu, là em gái út của bố cháu. Nhiều. Tiếp theo nữa là bên nội có bác Thức, chú của cháu. Và đặc biệt là sự có mặt đông đủ của bên ngoại nhà cháu là có bá Hà. Bá Hà công tác bây giờ cũng đã về hưu rồi. Công tác của cháu là công tác của bác sĩ ở trên Hà Nội, và công tác của mẹ cháu. Thế đồng thời là bác là bố cháu ở đây là bác Cam, là bác ở Kim Anh, tức là ông nhà mình là thông gia Kim Anh, quê ở nhà tôi là chị thì cũng ở Hà Nội về hai vợ chồng về dự ngày cũng như các cháu, và người thân mẫu kế là bà Ngọc cũng là người tiếp tục cái công việc chăm cho các cháu ngày hôm nay và cũng như sau này. Đồng thời ngoài ra thì em trai em Duy của cháu đấy, và em Duy thì cũng là công tác ngày cùng một cái môn trên Hà Nội cũng như với cháu. Thế thì còn lại toàn bộ là anh chị em của các bà ngoài Quảng Ninh, đặc biệt là bác Mai với bác Dung ở ngoài Quảng Ninh như người các cháu ở thành phố Hạ Long rất nhiệt tình về ngày vui. Thưa với hai họ là như trong ngày vui hôm nay đủ mọi miền về có mặt để cùng chứng kiến, cùng chung vui cái ngày hạnh phúc của hai cháu Duyên và Quân, cũng như các cụ cũng đã là tuổi rất cao rồi, đấy, tuổi rất cao rồi, tấm lòng
vì con trẻ là các cụ cũng đã sang đến tận đây. Thế rồi cũng là cái tình cảm và nuôi thứ của các cụ, đấy là một điều mà gia đình gái rất trân trọng và ghi nhận cái tình cảm đó. Thế đồng thời để tiếp theo phần nghi lễ thì cũng xin mời cụ với ông Dung lên xin phép được thắp hương gia tiên bên trên. Hoa trắng xanh vàng tím đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre thân màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, ngô thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật... báo cáo với gia tiên và được sự chấp thuận của gia đình nhà gái về cái lễ hỏi của gia đình nhà trai. Và tiếp theo thì cũng trực tiếp gia quan thứ tư hôm nay ông gia đình nhà cái bà nhà đang đi ở trên đường kính mời ông hai trưởng bàn và các thành viên trong đoàn nhà trai ta ra bên ngoài để thực hiện những gì trong buồn cười ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh cũng rất thân thương ông các bà, hai vợ chồng hai cháu, cũng là kính thưa anh chị em thanh niên của hai cháu. Hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi cũng sửa cái lễ, đồng thời cũng là sang đây trình báo gia tiên, đồng thời cũng là làm lễ để xin dâu. Thì chưa hết tôi cũng thay mặt gia đình nhà ta xin cảm ơn, tức là xếp sắp rồi cũng là công việc của hai gia đình hôm nay đến giờ chúng tôi cũng là xin phép đấy xin dâu lại. Còn trong ngày mai thì tôi là giờ rất thì cũng là như hôm nay thôi, nhưng mà sẽ sớm hơn và đồng thời cũng mệt hơn, nên báo cáo là các cụ cũng cứ để chuẩn bị tinh thần thế thôi. Thưa các cụ, các ông, các bà, thưa hai gia đình và hai họ, qua ý kiến của cụ đại diện họ nhà trai cũng thay mặt gia đình họ nhà gái, tôi xin tiếp nhận mọi lễ nghi và thủ tục của gia đình nhà trai và đồng ý tiếp nhận cái lễ mà ý kiến của cụ đại diện nhà trai cũng đã có ý kiến. Trái tim đến trái tim,
hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà, là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng nghe tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu ta em cho nhau. Các cụ, các ông, các bà, quan viên hải họ cùng toàn thể các khách quý, hôm nay họ nhà trai trao lễ vật xin dâu, họ nhà gái chúng tôi xin chấp thuận và cũng gửi lời tới họ nhà trai lời cảm ơn sâu sắc về sự tận tâm chu đáo. Bây giờ thì cho phép tôi được trao phần quà này cho hai con để hai con làm của Hồng Nhung của hồi đầu xây dựng răng sự hạnh phúc của mình. Xin phép các cụ các bạn. Đại diện cho bố cho duyên thì cũng xin được phép kính chúc tất cả các cụ, các ông, các bà, quan viên hay họ và các vị khách quý luôn luôn có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin hết.
ngày hôm nay để cùng vui mừng cũng như hạnh phúc và cho cái đầu và chủ đề trong buổi chiều ngày hôm nay. Lời đầu tiên, các đại diện cho bên nhà gái xin mời hai bác lên sân khấu và các bạn phát biểu tới toàn thể hữu trường ngày công nghiệp đến ngày nay về chương trình của hai bác. Kính thưa các cô, các ông, các bà, thưa hai gia đình và hai họ, cho phép tôi được thay mặt gia đình nhà gái trước tiên xin chân thành cảm ơn tấm lòng và tình cảm đặc biệt của gia đình nhà trai, họ nhà trai đã dành tình cảm với nhà gái trong một tình cảm ấm áp của ngày vui hai cháu Quân và Duyên hôm nay. Trong gia đình của chúng ta và mong rằng sự giúp đỡ của các cụ, các ông, các bà, tuy cháu cũng đã lớn nhưng cần phải có sự bổ túc thêm để cháu trưởng thành trong cuộc sống gia đình riêng. Đồng thời cũng mong rằng hai cháu tiếp tục phấn đấu để trở thành dâu hiền, rể thảo của hai gia đình và hai họ. Một lần nữa xin thay mặt gia đình nhà gái chân thành cảm ơn. Xin mời các cụ, các ông, các bà, hai gia đình và hai họ, bạn bè, nam nữ, thanh niên của hai cháu ăn trầu uống nước mừng hạnh phúc cho hai cháu. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, em xin cảm ơn lời phát biểu của bác đại diện cho bên nhà gái. Cũng có lời phát biểu và có lời giao dâu thì ban tổ chức được xin trân trọng kính mời một bác đại diện cho bên nhà trai nên phát biểu và để nhận dâu. Về trân trọng kính mời bác. Kính thưa toàn thể các cô, các ông, các bà của hai họ của hai cháu, kính thưa ban tổ chức, kính thưa bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu, qua một thời gian cháu Quân và cháu Duyên đã nhá ý, đã có duyên, đã tìm hiểu khá là kỹ lưỡng, cho nên hôm nay được sự cho phép của hai cháu Quân và Duyên, cháu Quân thì cho phép ông bà Vệ và cháu Duyên cho phép ông bà Dung, và đồng thời cũng là được sự giúp đỡ của cơ quan chính quyền xã và địa phương, cũng là chọn ngày lành tháng tốt. Đồng thời hôm nay gia đình nhà ta chúng tôi cũng được sự giao dâu cho nhà gái. Tôi xin thay mặt nhà gái tất cả về bên nội, nói chung các cô chú gì và toàn thể cũng được nhận là cháu dâu, và gia đình nhà ông Duyên, ông Dung cũng được nhận là cháu rể. Sau khi gia đình nhà tôi cũng không biết nói gì hơn và cũng chỉ cảm ơn sự đầy đủ và đồng thời có mặt hôm nay tổ chức cho hai cháu hôm nay. Thì cuối cùng tôi cũng không biết nói gì hơn, cũng chỉ có hai câu thơ tặng cháu. Công trai như núi Thái Sơn, sữa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, nước biển mênh mông không che kín được lòng mẹ, mây trời lồng lộng cũng không che kín được lòng cha. Các cháu lớn lên và sinh ra, các cháu bước vào đời, khi các cháu làm dâu và cháu làm rể, cháu làm đúng đạo lý làm người, dâu hiền rể thảo, dâu hiền hơn gái, rể thảo hơn trai. Cuối cùng tôi cũng xin chúc tất cả toàn thể các cô hôm nay tổ chức của hai gia đình hôm nay có một sức khỏe, chúc mai một nhà. Trước khi về hàng ghế của mình ngồi thì hai bác bắt tay nhau để thắm tình tương gia, và xin được chúng ta dành một tràng tay thật lớn này để chúc mừng ạ. Vâng, xin cảm ơn, vâng, xin hẹn bác chúng em. Theo chàng về dinh, ô, mọi người cùng vui.
tâm hòa hiền trong đời loan phúc hòa minh. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều.
chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau. Bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau. Tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Chỉ cần có nhau. Ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt đêm về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của các ông bà, các bác bên này như thế. Thế thì về phía vai ông thì cũng ông Liễn, cũng vừa là ông vừa là trưởng đoàn. Đấy. Thế còn về phần bên nội thì có bà của cháu Quân và Huyên cũng từ Quảng Ninh hôm nay có mặt lần thứ hai hôm nay để sang để coi như đích thực ngày đẹp như thế để đón cháu về. Đề nghị bà Huyên đứng dậy và đề nghị hai gia đình cho một tràng pháo tay. Về phần bà thế còn lại thì về bày vai bên này ông Huy có các bá các cô
các cậu, các dì và các chú của cả hai bên, mà hai bên gia đình như rồi. Thế thì để có nhắc lại đấy, thì ở đây về phía bên bên nội đấy thì có tôi là chú của cháu Quân. Về phía bên ngoài thì đây có bá Sang nhỉ, bá Sang đây rồi. Cũng từ coi như là mãi tôi cùng bí Quảng Ninh ấy. Đấy, có các dì là dì Thắm này. Đấy. Đấy. Rồi. Có cậu Hưng nữa rồi, cậu Hưng đây rồi. Đấy. Có cô giáo. Đấy. Cô quanh bên trong ở dưới thị trấn này. Hôm nay cũng lại một lần nữa lại đến thăm gia đình và đón được cháu dâu. Đặc biệt nữa là 4 lần rồi. Các cháu và xây dựng thành 100 năm. Các cháu xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn cháu, xin cảm ơn. Xin cảm ơn các bạn, có hai hoặc hai cháu. Thì xin thưa các cháu, bạn đang thanh niên của hai cháu Quân và cháu Linh, thì được sự trách nhiệm của gia đình người trai người đau của tôi đến đây cũng là vừa cũng là đại diện cho nhà thai trưởng đoàn, cũng là cái này tôi cũng là gia đình nhà thai, tất cả mọi chủ nhật ngày hôm nay là ngày tức là trọng đại cho hai cháu, cũng là được sự xây dựng của hai họ trai và họ gái, cũng là được sự tất cả của bà con trong gia đình nội tộc. Đồng thời hôm nay gia đình nhà trai tôi hôm nay sang đây cũng là thủ tục thì đã làm đâu ở đấy hết rồi. Thế nhưng mà chỉ còn bây giờ tôi là báo cáo các cụ là cho phép gia đình nhà trai tôi được tức là đón cháu dâu về bên đấy. Thì việc hôm qua là đã làm hoàn hảo rồi. Thế nhưng mà vẫn phải thủ tục là bước hai. Thì người ta cứ làm đúng thủ tục. Thì cuối cùng là tôi thay mặt gia đình nhà trai cảm ơn sự tức là đón tiếp các cụ, các ông, các bà, gia đình nhà gái rất chú đáo. Tôi cũng mong rằng sau cuộc tổ chức cho hai cháu thế thành hôn đây là chúc các cụ mạnh khỏe và các cháu bình an vô sự. Thế thì xin cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa hai gia đình và hai họ, xin được thay mặt nhà gái, điều trước tiên xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các cụ, các ông, các bà cũng như hai gia đình và hai họ, bạn bè, nam nữ, thanh niên của hai cháu đã có mặt chung vui ngày hạnh phúc của hai cháu Duyên và Quân hôm nay. Về phần thứ hai thì cho phép chúng tôi được giới thiệu về sự có mặt của các cụ, các ông, các bà về nhà gái chúng tôi hôm nay gồm có đặc biệt là có hai bà là bậc trên bằng vai với bà nội ngoại của các cháu là bà Nhí và bà Nguyệt ngồi phía đầu bàn trên. Ngoài hai bà đứng dậy hai nhà trai được đón tiếp. Còn lại phần cơ bản là gia đình bố mẹ cháu rồi các cô dì chú bác nội ngoại cậu mợ và các em các cháu trong gia đình nhà gái chúng tôi đến giờ phút này cũng có mặt đầy đủ cả, cũng xin thưa chuyện với các cụ và các ông các bà là như thế. Việc thứ hai thì cũng xin tiếp nhận ý kiến của gia đình nhà trai theo cái thủ tục nhập gia tùy tục giữa Kinh Môn và Kim Thành thì chúng ta cũng có một cái la lá phong tục như nhau, cho nên cũng rất mừng là hai gia đình và hai họ cũng rất thông cảm và tạo điều kiện để xây dựng hạnh phúc tốt cho các cháu. Đấy là điều cũng rất mừng là như vậy. Đấy, việc nữa là cũng thưa chuyện với các cụ trong một cái nội bộ mình thì cháu Duyên sinh ra lớn lên thì
dịu dàng gọi tình lên ngôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chung đôi. Em bên anh chiều vàng thu rơi, ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chung. Quan khách quý hiện diện trên khán đài hạnh phúc ngay lúc này đây, a cặp đôi Vàng Ngọc Nguyễn Duyên và chú rể Minh Quân, xin mời hai em hãy nắm chặt tay nhau dành cho toàn thể quý vị một cái cúi chào thay cho lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Phúc tình yêu của đời bạn và buổi lễ vô quy mừng hạnh phúc cho cô dâu Nguyễn Duyên và chú rể Minh Quân xin phép được bắt đầu. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt để về một mình. Chỉ muốn bên em và yêu em, nếu em quay lại người tuyệt vời chắc là luôn luôn tuyệt vời nhé. Vì em đừng biết lắm
dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nam đổ chán chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thân là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê. Cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Cho những lời cảm ơn tri ân sâu sắc nhất gửi đến hôn trường ngày hôm nay. Vâng, xin mời một tràng vỗ tay để chúc mừng ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, đúng là trong cuộc đời này thì cả cuộc đời con dâu và chú rể hạnh phúc, chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt. Vâng, quan trọng hơn nữa là một ngày đại lễ, vâng, quốc khánh ngày mùng 2 tháng 9 rất là đặc biệt, để là một dấu ấn tượng nhất để cho cô dâu chú rể của chúng ta nhớ mãi và hạnh phúc bền chặt ngày hôm nay. Và ban tổ chức cũng không để quý vị phải chờ đợi đầu hơn nữa. Tôi xin trân trọng lên màn tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Minh Quân cùng cô dâu Mỹ Duyên Minh Quân xin chính thức được phép bắt đầu. Một tràng pháo tay cho quý vị để chúc mừng. Con ra và đưa con khôn lớn trưởng thành cho đến ngày hôm nay.
dựng vợ và chồng cho con cái là trách nhiệm, là bổn phận, nhưng cũng là niềm vui và niềm hạnh phúc của những bậc làm cha làm mẹ. Và trong không khí trang trọng như thế này không thể thiếu được những đấng sinh thành, dưỡng dục. Vâng, và ngay bây giờ đây xin mời toàn thể quý vị hãy hướng mắt lên sân khấu để chào đón. Vâng, hai vị trưởng đoàn có những lời phát biểu tri ân sâu sắc nhất gửi đến toàn thể quý vị, cảm ơn chân tình nhất. Cho xin trân trọng kính mời bác đại diện của họ nhà gái phát biểu trước và xin cha dâu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hai gia đình và hai họ, thay mặt gia đình nhà gái, lời trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn hai gia đình, hai họ cùng cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ thanh niên của hai cháu Duyên và Quân đã có mặt cùng chung vui ngày hạnh phúc hôm nay của hai cháu. Xin chân thành cảm ơn. Thưa toàn thể hội hôn, sinh ra và lớn lên ở miền quê, sau đó trải qua học phổ thông rồi đi học chuyên nghiệp. Đồng thời, nơi công tác các cháu đã được gần nhau và vun đắp từ một tình bạn, tình yêu và cao hơn nữa, đó là tiến tới hôn nhân của ngày hạnh phúc trăm năm hôm nay. Gia đình nhà gái chúng tôi hôm nay cũng rất vui mừng và phấn khởi được trao dâu. Kể từ giờ phút này, cháu Duyên sẽ chính thức là dâu, là con trong gia đình và dòng họ. Đồng thời, mong rằng hai cháu sẽ tiếp tục phấn đấu để trở thành dâu hiền rể thảo của hai gia đình và hai họ mong muốn. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn, xin kính mời các cụ, các ông, các bà cùng hai gia đình, hai họ, bạn bè, nam nữ, thanh niên của hai cháu ăn trầu uống nước, mừng hạnh phúc cho hai cháu. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn lời phát biểu chân tình nhất đến từ phái đoàn nhà gái dành tặng cho toàn thể quý vị, cũng như cảm ơn và chào dâu cho phái đoàn nhà trai. Và nhà gái thì phát biểu xong rồi, nhà trai cũng có đôi lời tri ân. Cho xin trân trọng kính mời bác trưởng đoàn của phái đoàn nhà trai. Kính thưa các cụ, các ông, các bà của hai họ của hai cháu, kính thưa anh chị em nam nữ thanh niên của hai cháu Quân và Duyên. Trải qua một thời gian, hai cháu đã hợp ý tâm đầu, cũng đã tìm hiểu rất là thấu đáo. Hôm nay, hai cháu cho phép giữa hai gia đình, ông Bảo Vệ và ông Bảo Duyên, để chọn ngày lành tháng tốt, đồng thời để xây dựng cho hai cháu. Thay mặt gia đình nhà trai, tôi cũng xin cảm ơn sự đầy đủ có mặt và sự tiếp đón của gia đình nhà gái. Cũng như đã nói trên, tôi xin cảm ơn. Và đồng thời cũng là xin chúc tất cả các vị tân khách gần xa đến dự lễ thành hôn của hai cháu ăn trầu uống nước và xây dựng cho hai cháu. Mà lời mong muốn nhất, tôi cũng khuyên hai cháu được như ý, là được như ý. Các cụ thường có câu nói lâu hiền để thảo, lâu hiền hơn gái, dễ hiền hơn gái. Đạo làm người, các cháu nên nhớ là trong lúc lớn lên và bước vào đời, trong lúc tổ chức xong, tôi không biết nói gì hơn, cũng chỉ xin chúc các vị tân khách có một sức khỏe, ăn trầu uống nước và sau khi về địa phương được mạnh khỏe. Xin hết. Đúng là lời phát biểu đẹp tựa như hoa, mà đẹp tựa như nắng chan hòa ban mai. Và ngay bây giờ đây thì ban tổ chức cũng xin mời hai vị trưởng đoàn bước lên một bước và xích lại gần nhau được không ạ? Vâng ạ, tiến tới để bắt tay nhau để kết tình thông gia ngày hôm nay. Vâng, quý vị hãy đồng một tràng phát tay để chúc mừng cho đại gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn hai ông ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, đúng là ngày vui không có gì vui hơn nữa. Hạnh phúc ở trong trái tim mỗi con người, và cô dâu trước rể của chúng ta và gia đình hai bên, nhà trai và nhà gái đã hạnh phúc rồi. Và chúng ta, những người làm chương trình và quý vị đã mang những lời chúc phúc tốt đẹp nhất để dành tặng cho toàn thể quý vị và gia đình. Ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng xin kính chuyển lời của hai bên gia đình cùng cô dâu trước rể. Xin mời toàn thể quý của ông cụ bà, cô dì, chú bác, các bạn trẻ nấm nữ thanh niên, chúng ta hãy tự nhiên dùng nước sôi chầu
để cùng chúc phúc cho đôi tân lang tân nương của chúng ta trong ngày hôm nay. Dạ vâng, ban tổ chức cũng xin mời Phương Hạ và gia đình của chúng ta trở về những dãy bàn tiệc và cùng nhau. Và rồi chia sẻ, hãy quay mặt vào nhau, làm những nghi thức thủ tục trong cuộc đời của mình. Xin mời hai bạn, hai em hãy trao cho nhau đôi vòng nhẫn cưới. Xin thưa quý vị thân mến, đôi vòng nhẫn cưới đó là một kỷ vật của tình yêu. Thân mến, chúng ta cùng cầu chúc cho họ mãi mãi bền chặt. Đúng là nhẫn trong ngày hôm nay. Vâng, xin chúc mừng tình người ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta hãy quay lại và hãy trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy nhất cho cuộc đời mình. Đúng là tình yêu luôn là một đề tài rất đẹp, đúng không ạ? À? Vâng, chúc về tình yêu tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Con ngày xin ở đây đón nhận những tình cảm dạt dào, những tình cảm từ những người thân yêu của những từ hai bên gia đình ngày hôm nay. Và những món quà ý nghĩa nhất thì ban tổ chức cũng xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bố mẹ, cô dâu, chú rể cũng lên sân khấu để có món quà dành tặng cho hai con của mình trong ngày vui hôm nay. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho chọn chữ hiếu mới là đạo con. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lầm lòng. Chúng con xin cảm ơn cha mẹ, xin chúc cho cha mẹ sống đời đời bên chúng con. Và xin mời món quà của em gái, chú rể bước lên sân khấu. Sẽ vì em làm thơ tình anh sẽ gom mây kết thành lòng đêm trong ngày thứ. Đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê, xin chấm đôi cánh nhung thiên thần. Vâng, đã chúc mừng cho con dâu chú rể, chúc cho hai em trọn đời thủy chung mãi mãi bền chặt. Và xin mời hai em hãy trở về bàn hoa của mình. Xin mời hai em cứ. Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, đúng là mẹ cha đã định em về với anh, mà hết rồi áo tím áo xanh, từ nay em đã gọi anh là chồng. Và xin chúc cho đôi bạn mãi mãi bền chặt, mãi mãi thủy chung vẹn tròn. Và ngay bây giờ đây thì xin mời toàn thể quý vị cùng đến với một ca khúc Đi tìm câu hát Lý Thương Nhau, do thu khúc đến từ ban nhạc Xuân Hòa thể hiện. Mời quý vị cùng đón nghe. Oh,
rồi. Vâng ạ, bá của chú rể. Vâng, hát tặng bài Mẹ Yêu Con. Vâng, rất xin trân trọng kính mời bá. Vâng, quý vị hãy đồng một tràng phát tay để chúc mừng ạ. À, xin kính chào toàn thể hội hôn. Hôm nay tôi là bá của cháu thì cũng phải là 30 năm trong nghề nhưng chưa bao giờ được lên sân khấu. Hôm nay nên hát tặng các cháu một bài. Nhưng mà trước hết thì xin kính chúc cô dâu, chú rể và toàn thể hội hôn được sức khỏe dồi dào và được hạnh phúc. Xin gửi tới các quý vị toàn thể hội hôn cùng các anh chị em nam nữ cùng các châu, cô dâu chú rể mà gửi tới một bài hát Mẹ Yêu Con sáng tác của Nguyễn Văn Tý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
âm nhạc dành tặng cho chúng tôi chia sẻ trong ngày hôm nay với một ca khúc vâng rất là tuyệt vời. Quý vị có biết ca khúc gì không ạ? Thao thức vì em. Vâng. Chúng con làm một chỗ dựa tinh thần nhất ạ. Và xin chúc cho con dâu chú rể mãi mãi được yêu thương nhau và tình yêu muôn màu sẽ. Anh vui của hai em. Anh hát không hay nhưng mà hay hát. Nói chung là yêu văn nghệ hát chúc cho vui đấy. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ. Mây trời lộc lộc không phủ kín công cha. Gia đình nhà trai đâu rồi? Lên làm vũ điệu được không ạ? Sau đây bài hát được mang tên Có vợ trên đời cỏ lon ly khúc xe mít. Anh nhận đi. À, em dấu yêu ơi, anh đang bay vì người đang xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ dài. Lòng lạc hoài, phải không?
đầu. Tha đã bỏ đi hết, ta chẳng lo gì nhau. Cho quên đi đớn đau mọi bận tâm ngày sau. Quý vị chúng ta trở ra về trên đường thuận lợi bình an. Chúc cho con lợn chúc thể trăm năm mừng thêm má. Bắt đầu nghĩa phu thê xin chúc mừng và hẹn gặp lại. Chung bước đôi tim hòa chung.